Vang Vọng xin kính chào quý vị và các bác. Hôm nay thì Vang Vọng sẽ giới thiệu giao lưu cùng các bác, đó là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu MK của đất nước Pháp. Đây là một trong những thương hiệu có cái nét đặc trưng rất là đặc biệt, khi mà gần như đa số các cái sản phẩm tới từ thương hiệu MK này đều sở hữu cho mình, đó là cái kiểu dáng thùng bè với hai bông lúa mạch hai bên. Có thể nói rằng những bông lúa mạch trùm nho là cái biểu tượng hết sức là quen thuộc của đất nước Pháp, và thương hiệu MK này đã lấy chính hai cái biểu tượng đó và đặt lên trên tất cả những cái chiếc đồng hồ của mình. Và ngay trên màn ảnh của các bác đây chính là chiếc đồng hồ của thương hiệu MK. Về thương hiệu này thì các bác cũng có thể thấy ngay đây rồi, là một thương hiệu thiên về các cái kiểu dáng thiết kế thùng rất là đẹp và bắt mắt. Chiếc đồng hồ với một cái kiểu dáng thùng bè và được đặt các cái lớp vân gỗ nu rất là đẹp, đối xứng nhau. Đây thì các bác, từng cái phần vân gỗ rồi các cái phần góc đều được đặt các cái lớp gỗ đối xứng màu nhau tại cả hai bên. Đó, bốn góc. Và trung tâm của mỗi bên cánh thì sẽ là hình ảnh của các cái bông lúa mạch và các cái chùm nho, chùm quả. Đó. Ngoài cái vẻ đẹp của các bông lúa thì các cái vân gỗ ở đây cũng rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Trung tâm của đồng hồ sẽ là một phần mặt số bát giác nằm với một phần niềng kim loại, đó còn sáng đẹp. Bộ mặt số này thì em đánh giá rất là cao các bác á, bởi vì gần như là ít có cái vết tích gì nhiều, các cái vết xước sát ở trên phần mặt số này thì gần như là không có, rất là ít. Ba cái khuyên vành cót, đó, ba khuyên cót đều còn được làm từ kim loại. Bên trong đây thì sẽ là một cái bộ kim quen thuộc của thương hiệu MK. Từng con số thì cũng còn đều rất là đẹp, được in trên cái nền trắng, rất là nổi bật và dễ nhìn, đúng không ạ? Đó, tên của bản nhạc VZ Table Westminster và một cái phần tâm nền trắng bạc cũng hết sức là đẹp mắt. Phía bên ngoài sẽ được đặt một phần tay cầm. Một phần tay cầm rất là lạ, đúng không các bác? Rất là ít khi thấy những cái phần tay cầm như thế này. Và đúng là chỉ những cái thương hiệu đặc biệt thì mới sở hữu những cái thiết kế đặc biệt, đúng không các bác? Phía dưới sẽ là một phần kính tráng gương. Phần kính này thì quen thuộc rồi, rất là nhiều những chiếc đồng hồ có các cái bộ kính tráng gương. Và đây cũng là một trong những bộ kính còn rất là đẹp, với phần viền đều còn sáng đây, và các cái hoa văn tráng gương cũng đều còn rất là hoàn hảo luôn, trong một cái tình trạng chúng ta có thể nói rằng là cực kỳ đáng sưu tầm. Và đương nhiên rồi, vị trí trung tâm của mặt kính sẽ luôn luôn được để lộ để cho cái phần quả lắc phía bên trong được hiện ra. Đó, một phần mặt lắc sáng. Một lát nữa mở phần cánh thùng ra thì em sẽ quay em vào phía bên trong. Đây là các cái phần vân gỗ đấy ạ, cả ngay dưới đáy thùng, rất là dày dặn. Rồi, em xin được phép mở phần cánh ra. Và đây là phía bên trong. Phần mặt lắc đây ạ, độ bóng sáng rất cao. Hai góc thùng thì có đầy đủ hai ốc bắt chống tường, dầu máy thước cân bằng và thẻ bảo hành từ Vang Vọng. Phía lưng của đồng hồ vách sau còn được gắn một phần giấy tờ hướng dẫn. Đây dường như là các cái bước để sử dụng đồng hồ thì phải ạ. Hoặc là những cái lưu ý nhỏ được viết bằng tiếng Pháp. Phía bên cạnh quả lắc sẽ còn có hai phần cần gạt khóa đầu vồ đang được để ở cái chế độ mở. Một lát nữa em sẽ thử cái tiếng chuông. 8 thanh côn đồng sẽ là thứ làm nên âm thanh tiếng chuông cho chiếc đồng hồ MK này. Bên trên đây sẽ là một bộ máy vách đồng. Các cái ổ cót đây đều còn sáng đẹp đấy ạ. Từng chi tiết bánh răng rồi cho tới các cái phần trục cũng còn rất là hoàn hảo, giúp cho chúng ta có một cái quá trình sử dụng hoàn toàn an tâm. Quay cận cảnh mặt số để các bác thấy. Đây chính là phần củ gông và bộ máy. Rồi,
Sau đây em sẽ thử lên âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ. Vâng, 6 giờ, 6 tiếng chuông điểm. Và cùng với đó là âm thanh của bản nhạc quét dạo rất hay. Quay tổng quan lại một lần nữa toàn bộ thiết kế. Các bác muốn sở hữu chiếc đồng hồ thì xin hãy liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng để nhận được cái sự tư vấn từ bên em theo số điện thoại 0912011947. Và các bác cũng đừng quên đăng ký theo dõi kênh để nhận được những cái thông báo sớm nhất về các sản phẩm từ bên đồng hồ Vang Vọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.